Chào các em. Trong clip này, thầy cùng toliha.vn sẽ cung cấp cho các em một lượng kiến thức cần thiết nhất về nhận biết vô cơ. Từ đó, các em có thể tự tổng ôn tập và hiểu rõ về kiến thức vô cơ. Có thể ôn tập tốt, phục vụ cho việc giải quyết các bài toán về lý thuyết cũng như bài toán về con số trong kỳ thi ôn thi, kỳ thi trung học quốc gia hoặc ngay trong bài thi. Do đó, thầy đề nghị các bạn lấy giấy bút, theo dõi trên màn hình, ghi chép lại một cách cẩn thận nhất. Các em nên lưu ý cho thầy, để nhận biết các hợp chất hóa học thì thường người ta sẽ sử dụng tính chất vật lý. Điển hình của hợp chất cần phải nhận biết hoặc là màu sắc, hoặc là mùi, mùi gì, mùi thơm hay không thơm, mùi của loại hoa nào hay mùi của loại quả nào. Và tính kết tủa, nó có tính kết tủa hay là dạng keo hay không kết tủa. Tất cả những tính chất này sẽ quyết định đến chúng ta có thể nhận biết ra một chất. Ngoài ra, còn có thể dựa vào tính bay hơi, đó là những chất khí có khả năng bay hơi hoặc sủi bọt khí trong dung dịch. Lúc đó chúng ta sẽ có thể nhận biết tốt. Ngoài ra còn dựa vào tính chất hóa học đặc trưng. Tính chất hóa học đặc trưng của một nguyên tố hay của một hợp chất sẽ quyết định đến việc chúng ta nhận biết được chúng thông qua phản ứng hóa học đặc trưng. Các em rất lưu ý cho thầy điểm này. Bây giờ, chúng ta vào nhận biết thứ nhất, đó là nhận biết khí hydro, một trong những khí đơn giản nhất mà chúng ta được từng gặp từ ngày lớp 8 khi chúng ta bắt tay vào học chương trình hóa học. Khí hydro gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất rất nhiều, từ quả bóng bay, từ kinh khí cầu. Do đó, nó gắn liền với tuổi thơ của các em, gắn liền với sự phát minh ra kinh khí cầu. Mời các em tập trung lên trên này. Nó là một chất khí không màu, không mùi, nhẹ hơn không khí rất nhiều lần. Vì nhẹ hơn không khí rất nhiều lần đó, cho nên người ta đã làm bóng bay, thổi khí hydro vào trong bóng bay, vào quả bóng, và nó nhẹ hơn không khí cho nên bóng bay có thể bay lên được, cũng như cho vào trong khinh khí cầu. Các em lưu ý cho thầy điểm này. Do đó, người ta thường dùng để làm bóng bay hoặc kinh khí cầu. Chú ý, rất nguy hiểm và có thể gây nổ. Tại sao như vậy? Vì hydro có khả năng tác dụng được với oxy để tạo nước khi có nhiệt độ cao. Như quả bóng bay hay kinh khí cầu, khi bay trong không khí sẽ tiếp xúc với không khí, tạo ra ma sát và từ đó sinh nhiệt. Hydro có khả năng tác dụng với oxy của không khí gây nổ. Do đó, hiện nay người ta không sử dụng khí hydro để bơm vào kinh khí cầu mà người ta thử sử dụng khí heli. Vì heli là khí trơ, không có khả năng cháy được trong oxy. Còn hiện tượng các đám bóng bay của những người bán hàng rong hoặc của những lễ hội thì chúng ta phải rất cẩn thận. Vì đây, vô hình dung, nó chính là những quả bom đang trước mặt chúng ta. Bởi cái phương trình phản ứng đó chính là hydro sẽ tác dụng với oxy giữ yếu tố nhiệt độ để tạo nước. Các em rất chú ý điều này cho thầy. Để nhận biết khí hydro, thường người ta sẽ cho ống sứ chứa oxit kim loại đứng sau nhôm trong giải hoạt động hóa học, để hydro khử các oxit kim loại thành kim loại. Đề nghị các em theo dõi lên màn hình, thầy có thể lấy một ví dụ cũng như một thí nghiệm để minh họa cho các em thấy được hydro đã khử
các oxit kim loại đứng sau nhôm trong dãy hoạt động hóa học như thế nào. Đó là lấy ví dụ như lấy đồng oxit màu đen cho vào ống sứ nung nóng, thổi khí hiro vào sẽ thu được đồng kim loại màu đỏ ánh kim và nước. Khi thấy có ngưng tụ hơi nước chứng tỏ có khí hydro. Đó là nguyên tắc để nhận biết khí hydro. Còn thí nghiệm sẽ được làm như sau. Đây là một cái ống sứ. Đây. Ống sứ là gì? Ống sứ chính là những hợp chất mà trơ khi có nhiệt độ cao. Đây là đèn cồn. Chúng ta cho vào trong ống sứ đồng oxit màu đen và ta bật đèn cồn để nung đồng oxit màu đen được nóng lên. Rồi sau đó chúng ta sẽ thổi khí hydro vào. Thì đồng oxit sẽ bị khử bởi khí hydro để tạo thành đồng kim loại màu đỏ ánh kim. Sản phẩm sinh ra sẽ có hơi nước và hydro còn dư. Nếu hỗn hợp hơi và khí này được dẫn vào một ống nghiệm đang ngâm trong bình nước lạnh thì hơi nước sẽ gặp nước lạnh và ngưng tụ thành nước ở thể lỏng. Từ đó sẽ chứng minh rằng khí chúng ta vừa thổi vào là khí hydro. Các em thấy thú vị chưa? Hóa học của chúng ta là các hiện tượng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng cũng lưu ý cho thầy, từ ví dụ này, nó có thể trở thành một bài tập về con số cụ thể. Hãy tập trung lên trên này. Chẳng hạn, thầy sẽ cho một hỗn hợp gồm có đồng oxit và sắt ba oxit. Nếu chúng ta thổi khí hydro vào, dưới tác động của nhiệt độ sẽ tạo thành đồng và hơi nước, tạo thành sắt kim loại và hơi nước. Có thể cái hỗn hợp rắn sau phản ứng này còn có đồng oxit dư, còn có Fe2O3 dư. Đây là hỗn hợp xì. Đây là hỗn hợp Y. Ta lưu ý cái lượng oxy trong oxit đồng và oxit sắt đã đi với hydro để ra nước. Rất lưu ý cho thầy điểm này và có thể áp dụng nguyên lý bảo toàn khối lượng, đó là M của hỗn hợp xì trừ đi M của hỗn hợp Y sẽ bằng M của oxy đã bị mất. Và lưu ý cho thầy, NOC bị mất bằng N hydro đã phản ứng bằng N nước sinh ra. Đây, các em thật sự lưu ý cho thầy những điểm sau đây. Từ một bài toán nhận biết, chúng ta đã quay về một bài toán tính toán. Oxit kim loại bị khử bởi các chất khử thông thường như CO, như hydro, như nhôm. Toliha.vn cùng với thầy sẽ cung cấp cho các em trong một video clip khác. Chúc các em ôn tập thật hiệu quả và thi đạt kết quả cao. Chào các em.